câu hỏi đặt ra là chúng ta nên lựa chọn những cái loại hình bất động sản nào nó phù hợp trong khoảng thời gian này. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Thì trong cái video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ với anh chị là ba cái loại hình bất động sản mà anh chị có thể quan tâm nên đầu tư trong khoảng thời gian này, nó sẽ hiệu quả hơn cho các anh chị nha. Rồi đi thẳng vào vấn đề. Cái loại hình thứ nhất là những cái đất mà nó bám theo mặt đường, anh chị gọi là đất mặt tiền. Nhưng mà đất mặt tiền nó gần những nơi trung tâm, nó gần chợ, nó gần các cái tiện ích lại càng tốt. Bởi vì nó phục vụ cho nhu cầu thực tế sử dụng có nè, có thể có nhu cầu về cả dòng tiền đó anh chị. Và cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và những cái lúc mà cái bất động sản nó chững lại á, thì mình nên chọn những cái loại hình mà nó đáp ứng nhu cầu thật, thì cái nhu cầu nó sẽ còn cao hơn và cái tính thanh khoản và cái giá nó cũng sẽ khá là hợp lý, khá là tốt. Chúng ta nên đầu tư những cái loại đất mặt tiền, và đặc biệt anh chị lưu ý ha, kiếm những cái gần chợ, gần trung tâm, tóm lại là xung quanh nó có thêm những cái giá trị gia tăng là càng tốt. Cái phân khúc thứ hai Hiệp chia sẻ với anh chị, loại hình thứ hai đó là những cái đất nằm ở khu dân cư cũng được, nhưng mà xung quanh các cái khu dân cư đó nó có những cái tiện ích, nó có những cái thông tin, nó có những cái giá trị tích cực có thể gia tăng thêm giá trị cho cái bất động sản đó. Ví dụ riêng ở thành phố Phan Thiết đi, thì có một cái khu vực mà Hiệp thấy nó còn giá nó tốt, và khu dân cư nằm ven Nova World, siêu thành phố biển Nova World Phan Thiết, đó là khu thung lũng Đại Dương anh chị. Khu thung lũng Đại Dương là cái khu, cái giá thì nó thấp thôi anh chị, nó không phải là như cái đất mặt tiền là giá phải 5-7 tỷ gì đó các kiểu trở lên thì anh chị mới mua được. Thì giá ở đây trên dưới mức khoảng 3 tỷ đồng, thậm chí là dưới 2 tỷ anh chị vẫn có thể đã mua được 100 mét vuông rồi. À, còn với 3 tỷ thì anh chị có thể mua được 150 mét, thậm chí là có nhà và đang cho thuê. Thì đó là những cái bất động sản nó nằm ở trong khu dân cư. Cái giá đầu tư ban đầu của anh chị nó sẽ thấp hơn, nhưng nó có thêm những cái lực đẩy xung quanh nó anh chị, nó có dư địa về mặt thông tin, dư địa về mặt phát triển, và thậm chí có thể khai thác được dòng tiền, nhưng mà nó không cần cái nguồn vốn ban đầu của anh chị quá lớn. Thì đó là cái loại hình thứ hai mà chúng ta nên quan tâm. Cái loại hình thứ ba vẫn có thể đầu tư đất sào, đất mẫu được ha anh chị. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này thì Hiệp thấy cái loại hình này nó sẽ hiệu quả hơn nè. Là đất sào, đất mẫu mà cái giá nó rẻ anh chị, giá rẻ tận cùng luôn á. Hiệp nói là nó nằm ở đáy đó. Thì những cái bất động sản này không có ai ra cái giá rẻ hơn được nữa. Anh chị mua với cái giá này thì chỉ có tăng giá hay không mà thôi. Vậy cái chiến lược mua đất rẻ này thì Hiệp đã chia sẻ rồi. Nếu anh chị chưa nắm được thì có thể để lại bình luận ở bên dưới, Hiệp sẽ phân tích lại. Và cái chiến lược này thì nó thường thì nó không có dòng tiền, nhưng mà cái lãi vốn của nó rất là lớn. Vậy thì lựa chọn những cái đất rẻ như thế này, anh chị lưu ý, một, nó phải là giá tận cùng, quanh quẩn mức 100-200 ngàn, thậm chí 300 ngàn một mét vuông thôi thì nó sẽ rất là hiệu quả. 300 triệu cho một sào 1.000 mét vuông rất là hiệu quả ha. Cái thứ hai, nó phải có đường nha anh chị, nó phải có đường và mặt tiền càng rộng càng tốt. Nhưng mà đôi lúc mình không có được lựa chọn theo cái mức tối ưu, tức là nó được cái này thì nó mất cái kia, vậy thì mình hãy tính cái trọng số, hoặc mình dung hòa giữa các cái yếu tố với nhau. Nhưng mà nó rẻ và nó có đường, và đặc biệt đường ô tô vào được thì sẽ hiệu quả. Và một thứ nữa anh chị hết sức quan tâm cho Hiệp, nó sẽ mang lại hiệu quả cao lắm, đó là chiến lược theo vết dầu loang. Khi bây giờ mình mua nó là vùng ven, vùng sâu, vùng xa, nhưng mà mình tính là trong một khoảng thời gian nhất định, 3 năm, 5 năm sau, thậm chí có thể dài hơn nếu anh chị đầu tư được dài hơi, thì cái vết dầu loang nó có loang ra gần cái vị trí đó hay không. Thực ra mà nói là không cần, trung tâm nó phát triển ra đến cái vị trí của anh chị không có cái kiểu đó được lắm, nhưng nó phát triển gần đến thôi thì đất ở trung tâm nó lên giá rất là cao. Thì những cái miếng đất của mình ngày xưa mình mua đất mẫu, nhưng sau này mình có thể tính hàng từng trăm mét vuông một mình bán, thì nó sẽ trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều. Và đặc biệt tất cả những loại đất mà Hiệp chia sẻ cho anh chị thì chú ý cái phần pháp lý, bởi vì cái phần pháp lý nó quyết định về giá và tính thanh khoản rất là cao. Và những cái đất sào, đất mẫu thì pháp lý nó sẽ khác với lại đất nền, cho nên một số anh chị nếu mà chưa vào nghề lâu năm thì anh chị chưa hiểu nó khác. Và những cái lưu ý nào quan trọng thì anh chị phải hết sức chú ý là đất sào và đất mẫu nó cũng là bất động sản, cũng là đất thôi, nhưng cái cách thức làm của nó sẽ khác với lại cái đất phân lô nha anh chị.
hết sức chú ý điều này, nó có thể mang lại giá trị cho anh chị rất là lớn. Rồi thôi, trong tiếp ngắn ngày hôm nay Hiệp chia sẻ anh chị ba cái loại đất này thôi, và hy vọng những cái thông tin này, những cái kinh nghiệm này có thể giúp anh chị đầu tư trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều. Rồi Hiệp sẽ tạm dừng video này ở đây. À, nếu anh chị đang xem mà là lần đầu tiên xem chưa đăng ký thì nhớ cho Hiệp một nút đăng ký bên dưới và bấm luôn nút chuông bên cạnh để anh chị sẽ nhận được rất là nhiều video tiếp theo của Hiệp rất giá trị, chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ những kiến thức giúp anh chị đầu tư trở nên hiệu quả, thành công hơn rất nhiều nha. Rồi, bye bye anh chị, chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Tạm biệt.